bên kết nối di sản miền Trung sẽ được tổ chức chạy hàng ngày 2 tuyến tàu từ ga Huế đến ga Đà Nẵng. Và ngược lại, theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp với khai thác dịch vụ du lịch. Cụ thể, mỗi tàu sẽ gồm 5 toa xe ghế mềm điều hòa và 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng, phục vụ các chương trình văn hóa nghệ thuật và ẩm thực địa phương. Trong tháng khai trương sẽ có giá vé ưu đãi 150.000 đồng một vé, đồng thời giảm giá từ 10-50% đối với hành khách là đối tượng chính sách. Việc đưa vào hoạt động chuyến tàu du lịch sẽ góp phần kết nối giao thông đi lại của người dân giữa hai thành phố Huế và Đà Nẵng. Bên cạnh đó, giúp hành khách có thêm những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của hai địa phương trong suốt quá trình di chuyển. Tuyến tàu hứa hẹn sẽ đem lại hành trình ấn tượng cho người dân, du khách khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên trên cung đường qua đèo Hải Vân, một trong 10 cung đường đẹp nhất thế giới.